đã chọn máy làm sữa hạt tốt nhất như thế nào? Chào các bạn, tôi là Hồng Sơn, chào mừng bạn đã tới kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về cách tôi đã chọn máy làm sữa hạt tốt nhất cho bản thân. Do sự gia tăng của sữa hạt như một sự thay thế lành mạnh hơn cho sữa có nguồn gốc từ sữa bò, tôi đã mua cho mình một chiếc máy pha sữa hạt để tận hưởng những lợi ích của nó. Tôi đã mất một lúc để quyết định nên mua mẫu máy nào, đó là máy làm sữa hạt đa năng Onivo X20. Sau khi sử dụng nó trong một vài tuần, tôi rất vui vì tôi đã làm được. Nếu bạn quan tâm đến việc mua một máy làm sữa hạt, bạn có thể thấy kinh nghiệm và đánh giá của tôi dưới đây hữu ích. Tóm lại, máy làm sữa hạt hoạt động êm ái và không quá ồn. Tôi thích thực tế là bạn có thể làm các loại sữa hạt khác nhau, bao gồm sữa đậu nành, sữa hạnh nhân và thậm chí cả sữa gạo chỉ với một chiếc máy. Hương vị là hoàn toàn tuyệt vời. Trước khi đi vào trải nghiệm của tôi, đây là danh sách các yếu tố mà tôi cần nhắc trước khi mua hàng của mình. Bạn có thể thấy hướng dẫn này hữu ích, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi đã đưa nó xuống đây để bạn tham khảo. Tốc độ, tôi muốn một cái gì đó có thể tạo ra các loại sữa hạt khác nhau một cách nhanh chóng, không có rắc rối, chỉ cần cho nguyên liệu vào và thưởng thức sữa. Đa năng, một chiếc máy làm sữa hạt phải đảm bảo xử lý được hầu hết các loại hạt khác nhau, bao gồm sữa hạt hạnh nhân, đậu nành và thậm chí cả hạt maca. Ngoài làm sữa không nấu và sinh tố, máy phải làm được cả sữa thảo mộc, nghĩa là chế độ xay và nấu kết hợp, sức đặc, sữa ngô, bột cháo, hầm, hấp nấu. Dễ lau chùi, tôi chắc chắn ghét việc dọn dẹp, vì vậy tôi muốn có một chiếc máy giúp tôi không gặp phiền toái nhiều nhất có thể. Giá cả, không có gì quá đắt đối với tôi. Ngân sách của tôi là khoảng 2,5 triệu đồng vì tôi nghĩ đây là giá của một máy xay sữa hạt chất lượng tốt. Tiếng ồn, tôi không thể chịu được tiếng ồn lớn nên tôi muốn một thứ gì đó yên tĩnh. Sau khi hiểu mình muốn gì, tôi đã lên các diễn đàn, nhóm Facebook và đặc biệt trên Shopee để đọc các bài đánh giá và để xem liệu mẫu máy cụ thể nào là máy làm sữa hạt bán rẻ nhất. Không lâu sau tôi biết đâu là máy làm sữa hạt được đánh giá tốt nhất. Đó là máy làm sữa hạt Onivo X20. Nó là máy làm sữa hạt bán rẻ nhất. Điều tôi thích ở máy làm sữa hạt đậu Onivo X20. Hương vị ngon, điều quan trọng nhất là sữa hạt có vị ngon và đây là những gì máy có thể làm được. Thao tác sử dụng đơn giản dễ dàng. Bạn chỉ đặt cối xay trên thân máy là máy đã khá vững chắc để sẵn sàng hoạt động. Do cối bằng thủy tinh có độ nặng lên, không cần có khớp nối hay phải xoay vặn cối như máy sinh tố. Một chiếc máy làm sữa hạt có thể làm được nhiều món: sữa thảo mộc, sữa không nấu, sức đặc, sinh tố, sữa ngô, cháo mịn, cháo nguyên hạt. Nấu các loại canh bổ dưỡng mà không phải nghiền nát, hấp và nấu món ăn mà vẫn giữ nguyên hình khối của nguyên liệu. Tốc độ nhanh, tốc độ thay đổi tùy theo loại hạt và chế độ sử dụng. Như tôi đã làm với món cháo bí ngô với hạt maca, thời gian hoàn thành dưới 10 phút. Màn hình trên thân máy hiển thị thời gian chạy và đếm ngược thời gian cho đến khi kết thúc. Dễ dàng định lượng nguyên liệu với góc đồng đi kèm sản phẩm. Dễ dàng làm sạch, máy có sẵn một bảng chải làm sạch cối. Bạn có thể cho nước vào cối và sử dụng chức năng giữ tay để vệ sinh. Vỏ máy chất liệu cao cấp nên bạn có thể dễ dàng lau sạch bằng khăn ẩm. Hãy nhớ làm sạch nó ngay lập tức sau khi sử dụng để có kết quả tốt nhất. Bền, tôi đã sử dụng nó được vài tuần và mọi thứ có vẻ khá chắc chắn. Không có gì đã bị hỏng hoặc có vẻ sẽ bị phá vỡ. Độ ồn vừa phải, đặc biệt hữu ích cho nhà có con nhỏ. Máy có chức năng hẹn giờ bật với phạm vi hẹn giờ từ 30 phút đến 12 tiếng. Điều này là cực kỳ hữu ích trong việc một vài loại hạt cần phải ngâm trước khi xay. Nhà bán hàng tuyệt vời, tôi mua máy trực tiếp từ gian hàng của công ty nhập khẩu trên Shopee nên không còn phải lo lắng về nguồn gốc và chế độ bảo hành. Máy được cam kết bảo hành 24 tháng, lỗi một đổi một trong một tuần, thay thế linh kiện miễn phí khi máy bị lỗi trong thời gian bảo hành. Ngoài ra, nhà bán hàng còn tặng thêm một quyển sách 100 công thức sữa thảo mộc và tặng một phiếu giảm giá 10% cho lần mua hàng tiếp theo. Kết luận, nói chung, tôi rất hài lòng với quyết định mua máy làm sữa hạt Onivo X20 này. Tôi đang sử dụng nó để làm sữa hạt của riêng mình mà tôi có thể sử dụng trong công thức pha chế sữa hạt của mình. Còn ý kiến của bạn như thế nào, xin hãy chia sẻ nhận xét của bạn bên dưới video này nhé. Ngoài ra, nếu bạn cũng muốn mua ngay máy làm sữa hạt Onivo 20X, thì tôi khuyên bạn nên mua trực tiếp từ công ty hoặc gian hàng của công ty trên Shopee để không phải lo lắng về nguồn gốc của sản phẩm và chế độ bảo hành. Bạn hoàn toàn yên tâm khi mua được miễn phí vận chuyển và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Lỗi một đổi một trong một tuần, thay thế linh kiện miễn phí trong thời gian bảo hành 24 tháng. Trong phần mô tả bên dưới video, tôi cũng đã để sẵn link Shopee và thông tin liên hệ của công ty giúp bạn mua hàng chính hãng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hãy ủng hộ đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để nhận được thông báo video mới nhất của mình.